Xin chào tất cả các chị học viên đã trở lại với bài học ngày hôm nay. Hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị một món có tên là trà chanh hạt chiên ha. Thì ở trên thị trường thì có rất là nhiều công thức để làm trà chanh. Nào là người ta sử dụng là lục trà lài nè, hoặc là hồng trà này để pha trà chanh ha. Nhưng mà ngày hôm nay Trung sẽ hướng dẫn cho tất cả các chị món này, mình sẽ sử dụng một cái loại trà rất là đặc biệt, làm cho cái món trà chanh của chúng ta rất là hấp dẫn và rất là thơm ngon luôn. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng một nguyên liệu đặc biệt, đó là trà thái xanh. Thì công thức của trà thì chúng ta sẽ ủ như thế nào? Thì bây giờ là chúng ta sẽ đến với các nguyên liệu để chuẩn bị cho món này. Thì đầu tiên là các chị mình sẽ cần có là trà thái xanh. Trà thái xanh thì các chị mình mua, mình lưu ý là mình sẽ lựa những cái loại trà mà nó sẽ có chữ là cha ta mua ở dưới nhãn hiệu ha. Thì đó là loại 1, còn loại 2 thì nó sẽ có chữ là cha mua. Thì đó là loại 2 thì nó sẽ không đậm màu và không thơm bằng loại 1 ha. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đến là nước đường nè, hạt chi nè, nước cốt chanh, chanh. Và ở đây thì Trung sẽ sử dụng là trân châu ba quy hoặc là thạch nha đam để trang trí. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các bước để chúng ta chuẩn bị nguyên liệu. Bước đầu tiên thì các chị mình sẽ đến với phần đó là ủ trà. Ủ trà ở đây thì các chị mình sẽ sử dụng theo tỷ lệ là 20g trà thái xanh. Thì chúng ta sẽ cộng thêm đó là 8g lục trà lài. Các chị mình sẽ ủ với lại là 1,5 lít nước sôi trong vòng 15 phút. Sau đó thì các chị mình sẽ vớt túi vải và mình sẽ cho vào lon trà là 500g đá bi và 2g muối ăn, khuấy cho tan. Thì trà sau khi mà các chị mà mình đã khuấy đều á thì mình sẽ thu được cái phần nước cốt trà thái xanh như thế này ha. Cái mùi vị nó rất là thơm thì rất là phù hợp để chúng ta làm cái món trà chanh ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại là hạt chia. Hạt chia thì các chị mình sẽ sử dụng là 5g hạt chia và mình sẽ ngâm với 100ml nước sôi, khuấy và ngâm trong vòng từ 5 đến 10 phút thì chúng ta sẽ thu được đó là nước hạt chia như thế này. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có đầy đủ các nguyên liệu rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần là ra món. Nếu thấy video này là hữu ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của Trung tâm Pha Chế Kinh Ba để tạo cho Trung thêm nhiều nguồn động lực, để cho Trung sáng tạo ra nhiều món thức uống thơm ngon và bổ dưỡng giúp cho các chị mình cập nhật vào trong menu hiệu quả. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là ra món. Đầu tiên là các chị mình sẽ rót vào trong ly là 120ml trà thái xanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho vào trong ly là 30ml nước đường. Ml nước cốt chanh. Ml hạt chia ngâm. Chúng ta sẽ khuấy đều lên. Cho đá vào đầy ly. Trang trí trên miệng ly là 3 lát chanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho là một vá trân châu ba quy hoặc là một vá thạch nha đam ha, lên trên cùng của ly để cho khách hàng có topping để ăn cùng, nó sẽ ngon hơn. Rồi cuối cùng thì các chị mình sẽ trang trí thêm một ngọn lá bạc hà để giúp món của chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong một ly là trà chanh hạt chia rồi. Thì Trung xin chúc cho tất cả các chị mình thực hành thành công và cập nhật vào menu hiệu quả. Đối với lại món này thì tổng một ly nước là đã bao gồm ly bùn ống hút, rồi có trân châu ba quy luôn. Thì một ly như thế này nó sẽ có giá cốt là 5.700 một ly ha. Nếu anh chị nào mà mình muốn không có bỏ trân châu ba quy vào á thì các chị mình có thể là bỏ đi và giá cốt của mình sẽ còn là 3.700 một ly ha, vô cùng là rẻ luôn. Thì Trung xin chúc cho tất cả các anh chị mình thực hành thành công. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo. Nếu các anh chị mình đang quan tâm tới mua nguyên liệu dụng cụ về máy móc tại trung tâm pha chế Kinh Ba thì các anh chị mình vui lòng comment xuống bên dưới hoặc là gọi điện thoại vào số hotline hoặc là Zalo ở đăng ký dưới màn hình nha, để được nhân viên tư vấn và hỗ trợ cách thức mua hàng. Ngoài ra thì những sản phẩm của trung tâm pha chế Kinh Ba hiện tại đang được bày bán tại các sàn thương mại điện tử như là Shopee nè, Lazada,
Và ngoài ra thì các chị mình có thể là mua hàng trực tiếp tại trang web của trung tâm pha chế Kinh Ba, có tên là phachekinba.com. Đó, thì các chị mình có thể là lên đây để mình tham khảo và mình có thể là đặt hàng trực tiếp trên này luôn nha. Nếu các chị mình thấy video hay là có ích, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh YouTube của trung tâm pha chế Kinh Ba để Trung có thêm nguồn động lực sáng tạo ra nhiều video thật là bổ ích và hấp dẫn để giúp cho tất cả các chị mình cập nhật vào trong menu những món hot trend hiện nay. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bài học tiếp theo.